Tường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Rất hoan nghênh quý vị đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Tất nhiên xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục của chúng tôi. Và các bạn có biết nội dung hôm nay của chuyên mục chúng tôi là gì hay không? Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay để biết rõ hơn nhé. Chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự được mời chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đến với đài phát thanh RTI để gặp gỡ và trò chuyện với tất cả các thính giả của RTI. Tôi rất là vui mừng được đến đài RTI trao đổi về những các cái vấn đề liên quan đến cộng đồng người Việt tại Đài Loan cũng như là về cái mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan. Qua chuyên mục của đài RTI thì tôi muốn gửi tới toàn thể bà con người Việt tại Đài Loan những lời chúc tốt đẹp nhất và mong là bà con người Việt tại Đài Loan luôn là tôn trọng pháp luật của sở tại, có những cái đóng góp tích cực vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của Đài Loan và đóng góp vào cái việc thúc đẩy cái mối giao lưu kinh tế văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan. Và hôm nay chúng tôi rất là vui và hân hạnh được chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đến với chung một để mà cùng giao lưu trò chuyện với tất cả cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Xin chào chủ nhiệm. Xin chào Tô Kim và Tường Vi. Dạ. Xin chào tất cả các khán giả của đài RTI. Và trong những năm gần đây thì Đài Loan là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Và đến ngày 23 tháng 11 này thì Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam sẽ tổ chức một diễn đàn xúc tiến kinh tế văn hóa Việt Đài. Và hôm nay thì chủ nhiệm có thể giới thiệu về cái diễn đàn này không ạ? Đúng là Đài Loan là một đối tác kinh tế hết sức là quan trọng của Việt Nam. Hiện nay đầu tư của Đài Loan đứng thứ tư trong cái đầu tư của bên ngoài vào Việt Nam. Và về thương mại thì Đài Loan cũng đứng thứ năm. Hàng năm thì có gần 300.000 khách du lịch của Đài Loan đến Việt Nam. Cái giao lưu giữa hai bên rất là mật thiết. Trong cái thời gian gần đây thì cái nhu cầu tìm hiểu cái thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Đài Loan tăng lên.